Em sẽ chia sẻ như thế này, nhưng mà anh tia nó kênh của anh tia về giờ thì em rất là vui, rất là vui với bảo hay thì các cô các bác mà cũng mà thua hai bố con thì cũng mà anh tia cũng chia sẻ rất nhiều thì cũng giúp đỡ cho kênh của anh tia thì Thời điểm hiện tại thì Tuyên cũng luôn luôn tự hào nói rằng cảm ơn tất cả mọi người. Cho nó xay chín thì Tuyên sẽ mở hết ra. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Một ngày mới cho Tuyên gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô bác anh chị và quý khán giả thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau một thời gian vắng bóng thì hiện tại Tuyên đã quay trở lại kênh cũ. Kênh mới của Tuyên thì mang tên là Hoa Mộng Miên, sẽ không còn trùng với cái tên cũ. Tuy nhiên, kênh mới và kênh cũ thì vẫn luôn luôn cập nhật tiến độ cũng như là tất cả các hoàn cảnh đầy đủ cho các bác theo dõi, và hành trình của Tuyên thì cũng luôn luôn mong muốn quý cô bác anh chị và quý vị khán giả sẽ luôn luôn cùng Tuyên đồng hành với các cái hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, đặc biệt là hoàn cảnh của em Xính Què. Đây là một trong những cái đoạn đường mà Tuyên ghi hình rất nhiều rồi. Đây là một đoạn thôi, một đoạn ngắn ngắn mà đường lên nhà em Xính Què các bác ạ. Sau thời gian vắng bóng thì hiện tại Tuyên cũng khá là lạ so với con đường này. Nghỉ đâu đấy khoảng hơn một tuần các bác ạ. Tuy nhiên thì rất là nhớ, nhớ đặc biệt là nhớ quý vị khán giả, nhớ tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Tuyên. Hy vọng rằng sau khi vắng bóng, Tuyên quay trở lại thì vẫn được quý cô bác anh chị và quý các mạnh thường quân luôn luôn đồng hành cùng với Tuyên và ủng hộ Tuyên trong thời gian tới, và để Tuyên tiếp tục đi làm việc thiện nguyện trên vùng cao, đặc biệt là giúp đỡ tiếp về cái hoàn cảnh của em Xính Què. Hôm nay Tuyên lên thăm em Xính Què thì thứ nhất là để thông báo với em Xính Què là kênh của Tuyên đã về và vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, diễn tiếp những cái câu chuyện đang dang dở cùng với em Xính, đặc biệt là cái miếng đất của em Xính, miếng đất 1HA đấy các bác ạ. Tuyên vẫn luôn luôn liên lạc, giữ liên lạc cùng với chú Bí Thư và chủ đất để làm việc một cách thuận lợi cũng như là dễ dàng và làm việc một cách tốt nhất để cho em Xính được sở hữu. Nhiều quý cô bác anh chị thì cũng giục mua cái mảnh đất, tuy nhiên thì Tuyên trước khi mua sẽ phải tìm hiểu thật là kỹ để làm sao mà sau này em Xính ở sẽ không vướng bận bất cứ một cái giấy tờ gì, bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến cái mảnh đất đó. Bởi vì là các con của gia đình ông chủ đất rất là đông, cho nên là họ muốn chia đều. Tuy nhiên Tuyên cũng đang muốn chờ tất cả mọi người và đặc biệt là chú Bí Thư cùng với cán bộ xã để đến và hỗ trợ thêm một phần nào đó kinh phí để mua cái mảnh đất đó. Bây giờ thì không miên man nữa, lâu quá cho nên là rất nhớ quý cô bác anh chị và quý khán giả, cho nên là Tuyên nói hơi nhiều. Và bây giờ thì mời quý cô bác anh chị và quý khán giả tiếp tục theo chân Tuyên đi lên nhà em Xính Què.
trời khá là nắng các bác ạ. Hôm nay Tuyên lên thì có một món quà của cô Loan. Cô ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có gửi cho em Xính rất là nhiều món quà của các bác gửi. Tuy nhiên thì những cái món quà này có khả năng là lần thứ hai, thứ ba rồi. Có những quý cô bác anh chị thì đã gửi đến 2-3 lần rồi. Chào Xính nhá. Làm gì mà ướt hết quần thế? Nước à? Con đâu rồi? Hôm nay quét nhà sạch thế. Hả? Quét sàn cho. Đấy, nhà nó bị sạch sẽ. Đúng. Ui, nóng quá nhỉ. Đây mày ấy. Ghế đâu hết rồi? Ghế á. Đấy, căn nhà của em Xính thì vẫn vậy thôi các bác ạ. Có lẽ là nhiều quý khán giả sẽ chờ rất là lâu và đã từng ôm hy vọng mà chờ những ngày, những giờ mà Tuyên thường hay đăng video. Tuy nhiên thì thời gian này kênh của Tuyên đã bị xóa. Và hôm nay rất là mừng khi mà kênh của Tuyên quay trở lại thì Tuyên cũng đã cố gắng lên để thứ nhất là thông tin cho em Xính, thứ hai nữa là để thông báo đến quý cô anh chị và quý khán giả có một thước phim ngắn ghi về hành trình của Tuyên cũng như là kênh của Tuyên đã quay trở lại. Thì mong được rằng quý cô anh chị và quý khán giả sẽ tiếp tục ấn đăng ký kênh và like ủng hộ cho Tuyên cũng như là hoàn cảnh của em Xính khỏe. Đấy, bây giờ em Xính chào các bác đi, nói to lên nhé. Hai bố con cháu em chào anh Tia với chào các bác, các chú, các cô. Chúc các bác một ngày mới hạnh phúc vui vẻ đấy. Chúc các bác một ngày mới hạnh phúc vui vẻ. Như đã chia sẻ trước thì anh cũng nói với Xính là kênh của anh hiện tại anh đã lấy lại được và kênh của anh đã quay trở lại tiếp tục. Rất là mừng khi mà cái hoàn cảnh của em không bị lãng quên. Anh đã sợ là nếu như kênh của anh không quay trở lại thì anh làm kênh mới sẽ rất là lâu, cũng như là quý cô bác anh chị và quý các mạnh thường quân sẽ rất là lo lắng khi mà tất cả những khoản quỹ, những khoản tiền của các bác trao đến cho Tuyên để giữ hộ thì các bác sẽ nghĩ là Tuyên này kia. Tuy nhiên thì đây là chính sách của YouTube, Tuyên cũng đã nói rất nhiều rồi. Nhiều quý khán giả thì càng giải thích thì các bác sẽ càng nghĩ là Tuyên có ý định này kia. Tuy nhiên thì đây là một cái sự cố của YouTube, cho nên là Tuyên, bản thân Tuyên cũng không kiểm soát, cũng không nắm bắt được. Và không may thì xóa đến kênh của Tuyên cũng như là một kênh nữa của bạn Tuyên, đó là kênh Duy Liễu TV. Hiện tại kênh Duy Liễu thì khả năng lấy lại được sẽ rất là thấp, bởi vì là đã một tuần trôi qua rồi. Tuy nhiên thì bên YouTube họ vẫn đang trả lời là đang xử lý thôi. Và rất mừng là anh Duy Liễu TV cũng đã thành lập lên một kênh mới và được sự ủng hộ cũng như là quan tâm của quý khán giả, thì kênh của anh đã phát triển khá là nhanh. Và hôm nay Tuyên lên thì mang một cái món quà của cô Loan gửi đến cho em Xính mới thôi, bởi vì cô điện cho Tuyên là mang lên gấp. Không biết là cô có nói là có đồ ăn sẵn và một số nhu yếu phẩm cho em Xính. Thì trước khi đi vào mở cái món quà này cho em Xính thì Tuyên sẽ ngồi tâm sự với em Xính một chút và cho em Xính chia sẻ về cái cảm nhận cũng như là cái niềm vui khi mà biết kênh về thì em Xính sẽ phản ứng như thế nào. Thì mời quý cô bác anh chị và quý khán giả nghe em Xính tâm sự nhé. Em sẽ chia sẻ như thế này, nhưng mà anh Tia, nó kênh của anh Tia về rồi thì em rất là vui. Rất là vui với nhìn thì anh Tia cũng vui nữa. Anh thì chắc chắn rồi, phải vui. Đúng. Rồi, bởi vì là kênh của anh mất cũng phải được một tuần đấy, gần một tuần rồi đấy. Lúc anh bảo em bảo là kênh của anh thì mất rồi thì em cũng cùng anh khổ đó. Nói chung là em Xính thì để mà cái tài ăn nói thì sẽ không được lưu loát cũng như không được rõ ràng, bởi vì em thì học hết lớp 3 thôi đúng không? Lớp 3 hay lớp 2? Lớp 3. Cho nên là cái lời ăn tiếng nói của em nó sẽ không được rõ ràng. Quý cô bác anh chị xem thì mong quý cô bác anh chị sẽ thông cảm.
và cố gắng hiểu cho em. Theo như em xin chia sẻ thì, nhưng mà kênh của anh quay về thì em có kỳ vọng gì hay là có hy vọng gì tới này anh sẽ làm cái việc gì để cho em nữa không? Hay là thôi nhỉ? À, em có hy vọng gì, có kỳ vọng gì ở anh không? Có. Ừ. Em muốn cái gì? Em muốn là anh chị cố gắng chia sẻ rất nhiều, có các cô nó là xin một ít khoản tiền về cho anh chị làm một cái nhà. Ừ. Vẫn là mong muốn làm nhà đúng không? Đó. Nhưng mà anh nói thế này, bởi vì cũng rất là nhiều quý khán thính giả cũng có nói, quý cô bác anh chị ạ, rất nhiều quý cô bác anh chị cũng đang ngóng chờ em Xính để thay đổi, để cho Tuyên thay đổi về cái cuộc sống cũng như là bù đắp một phần nào đó cho em Xính, để em Xính có được căn nhà. Tuy nhiên thì để mà làm nhà ấy, thì cực kỳ là đơn giản thôi các bác ạ, có thể là mua một mảnh đất xong làm nhà. Anh lại không muốn như thế, anh muốn là bây giờ anh sẽ mua cho em một cái mảnh đất nó thật sự rộng để làm sao khi mà làm nhà xong rồi thì em vẫn có nhà để em có đất, em vẫn có đất để em canh tác đó, chứ không phải là có mỗi cái nhà không thì rất là khó. Khi mà có nhà thì mình cũng không thể nào mà mình cào cái nhà ra ăn dần được. Đấy, đúng không? Đấy. Em hiểu ý anh không? Hiểu. Vì cái nhà thì nó chỉ là chỗ che nắng che mưa thôi, dĩ nhiên thì nó sẽ rất là tốt, nhưng mà để có được cái nhà rồi mà lại trong không có gì, như kiểu mà em mặc đẹp ấy, mặc cái áo rất là đẹp nhưng mà bụng đang đói thì có ai nhìn thấy đâu, đúng không? Có thể là nhà mình bé hơn một tí cũng được, xấu hơn một tí cũng được, không sao. Nhưng mà miễn sao ở trong nhà mình vẫn đầy đủ tiện nghi, vẫn đồ dùng các thứ, cơm ăn không phải lo, đúng không? Đúng. Ít nhất là anh sẽ cho em một cái mảnh đất nó rộng, rái và thoải mái để hai bố con em sau này mà không còn sự trợ duyên của các bác, cũng như là không còn anh đến để chia sẻ nữa, anh sẽ tiếp tục đi giúp người khác. Đó. Do vậy là hy vọng sau khi anh em mình chào tạm biệt nhau thì anh sẽ cho em một cuộc sống để cho hai bố con có đất để canh tác là một. Cái thứ hai nữa là đất đó thì em có thể tận dụng làm tất cả mọi thứ ở trên đó để phát triển kinh tế về sau, cũng như là hoạt động về cái tương lai sau này của hai bố con. Ít nhất là nó sẽ không làm cho hai bố con em đói. Đấy là một cái điều anh mong muốn. Còn để làm nhà thì như em thấy đấy, nhiều nhà ở đây cũng rất là nhiều, nhưng mà một số bà con người ta có nhà rồi sau đó là người ta lại làm công ty. Đấy. Đi làm công ty mà giả sử không có việc người ta quay trở lại thì cũng lại tay trắng tay, không có cái gì đâu. Đúng, đúng không? Đúng. Ở trong nhà thì chả có gì. Được đi làm công ty thì mua được cái xe máy. Đúng. Làm được cái nhà bé bé. Nhưng mà làm nhà xong không có đất để canh tác thì cũng rất là khó. Đúng, đúng không? Đúng. Bây giờ anh em mình sẽ mở cái phần quà này ra để chia sẻ niềm vui cũng như là phần quà của cô, xem là cô gửi những cái gì cho em Xính. Cô Loan này thì cô đã đồng hành cùng với Tuyên khá là dài rồi. Đây là phần quà của bà Loan, bà ở Hồ Chí Minh. Tuyên cũng chỉ đọc sơ qua thôi, bởi vì là theo chính sách của YouTube thì không được công khai về cái địa chỉ cũng như là nơi ở của khán giả, để ủng hộ cho các cái hoàn cảnh trắng sạch sẽ thôi. Nước này vẫn là nước ở dưới suối kia về đó. Ừ. Cái nước này cho mát đi. Này đun sôi chưa đấy? Sôi rồi mà. Sôi rồi nhưng mà hết rồi. Dốc xuống. Cũng nóng một tí. Vừa mới đổ vào. Đó. Có bé thì phải làm thế nào cho câu ấy. Ừ. Em ấm một tí đúng không? Được. Từ từ nhá, để anh cốc cái này. Không lạnh thế này thì cũng cái nước lạnh là thường. Còn đau bụng không? Đó, đau bụng. Ừ. Chịu khó đun nước một tí, em ở nhà không đi làm thì ở nhà đun nước cũng như là nấu cơm cho con, gọi là ăn chín uống sôi đấy. Không được cho con ăn đồ sống nhá. Vâng. Nước đây. Rồi xính nước nhá. Vâng. Kênh của Tuyên được quay về thì cũng rất niềm vui rất là lớn. Cả bản thân Tuyên cũng như là bản thân em Xính thì đây là một cái món quà khá là lớn dành cho hai anh em.
Hy vọng rằng kênh của Tuyên Quay Về sẽ tiếp tục được nhận sự hỗ trợ cũng như là giúp đỡ đồng hành của quý khán giả và quý các mạnh thường quân. Hy vọng rằng các bác sẽ chia sẻ thước phim của Tuyên thật nhiều để nhiều quý khán giả cũng như nhiều quý cô bác anh chị sẽ tiếp cận được với cái thước phim của Tuyên và chia sẻ cho Tuyên, like, đăng ký và ủng hộ cho Tuyên. Bây giờ thì anh em mình sẽ bóc món quà của cô Loan. Cho anh mượn con dao chứ. Toàn bánh kẹo thôi các bác, rất nhiều bánh kẹo. Đây là bánh quy, đây là bánh quy, ba gói bánh, đây là bánh gạo. Cái hộp này là cái gì các bác? Để đây đó. Đây, có một cái túi phở khá là to. Đây là phần quà của cô Loan, cô đã gửi cho em chính. Đây đã. Hết rồi các bác. Giờ thì sẽ mở cái hộp này ra, bởi vì cô nói với anh là có một cái món quà ở trong này rất là đặc biệt. Nhìn ở ngoài này thì có vẻ là như cái hộp này là đựng cái đựng cái cục cảm biến của cái tét nước các bạn, nhưng mà không biết ở trong là cái gì. Hồi hộp quá xinh ạ. Hy vọng nó sẽ là một món quà cực kỳ đặc biệt. Bây giờ anh sẽ mở ra. Mở ra được rồi các bác ạ, nhưng mà ở trong vẫn bọc thêm một cái lớp nữa. Trong vẫn bọc thêm một cái lớp nữa. Có lẽ đây là món quà cực kỳ là đặc biệt. Khá là nặng các bác, nó rơi vào khoảng 2-3 lạng. Có lẽ là mở đến đây thì các bác, một số cô bác anh chị sẽ đoán được nó là cái gì rồi. Tuy nhiên thì để cho nó xanh chín thì Tuyên sẽ mở hết ra. Thực sự rất là vui khi mà em Xính và đứa con nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý khán thính giả cũng như là quý cô bác anh chị trong và ngoài nước, đặc biệt là chú Khánh ở bên Canada và một số cô bác anh chị đã hỗ trợ cho em Xính trong cái thời gian vừa rồi. Đây là điện thoại các bác nhá. Đấy, Samsung. Điện thoại của Samsung. Một thương hiệu khá là nổi tiếng. Một cái điện thoại quen thuộc của bà con, đặc biệt là người Việt Nam. Samsung Galaxy Candy này là mới nha. Đây là smartphone. Cái này thì em Xính có thể sẽ kết nối được với kênh của Tuyên. Chưa có sim. Chưa có sim. Để xem nào. Đây là cái dây sạc các bác. Đây là cái dây sạc. Ở trong này là một cái tờ giấy. Đây là bà ghi số điện thoại của Tuyên ở đây thôi các bạn. Thế rồi. Đấy, một cái điện thoại rất là đẹp nhá, Xính nhá. Vâng. Xem là có thông tin gì ở trong thì để anh làm sạch. Có lẽ đây là cái sim mới.
số của anh xem là có gọi được không nhé. Vâng. Hết pin. Tí nữa em xí sạc xong là ấn số của anh. Số của anh đâu rồi? Đây. Số của anh đây nhá. Lúc này anh tí nữa sạc mà nó đủ điện điện thì gọi cho anh qua số này thử xem là có gọi được không nhé. Vâng. Anh em mình sẽ liên hệ nhau bằng cái điện thoại này. Hy vọng là mỗi lần lần sau Tuyên lên thì sẽ gặp được anh Xính, em Xính thông qua cái điện thoại này. Đây là món quà của bà Loan, một cái món quà cực kỳ là ý nghĩa. Và đối với em Xính thì đây là một món quà cực kỳ lớn. Em đã được nhìn thấy cái điện thoại như thế này bao giờ chứ? Chắc có lẽ là em Xính ở đây thì sẽ không tiếp cận được những cái công nghệ như thế này. Bởi vì là ở đây thì chỉ biết lo cho con hàng ngày, rồi là sáng dậy về thì lo cho con, tối về cũng lo cho con, hoặc là đi ban ngày thì đi lo đi làm thuê tìm cơm về để cho con ăn thôi. Nên là để mua được những món quà xa xỉ như thế này thì đó là một cái mơ ước, cũng như là một cái gì đó em Xính không bao giờ dám nghĩ đến. Đây nhá, anh trao cho em nhá. Đây là món quà của bà Loan nhé, bà đã gửi cho em. Thông qua những cái thước phim mà anh chia sẻ thì bà cũng đã quan tâm cũng như là giúp đỡ em. Thì bây giờ em cắm sạc đi. Anh hướng dẫn em cắm nhé. Vâng. Em cắm vào đây. Cắm vào đây. Đó. Bây giờ em cắm sạc vào nó sẽ lên. Để cắm sạc một lúc anh sẽ hướng dẫn em qua một tí để em sử dụng được. Rất là nhiều bánh kẹo cho con của em Xính các bác ạ. Ngoài ra thì cũng có một túi phở. Cái phở này thì em Xính có thể sử dụng nấu ăn hàng ngày. Có thể là cũng nấu ăn bữa sáng cũng được, bữa trưa bữa tối cũng được, có thể ăn bất cứ lúc nào. Hoặc là nấu cho con ăn lúc con đói. Món quà của cô Loan thì Tuyên cũng đã trao đầy đủ. Tuyên cũng đã đưa lên và trao tận tay cho em Xính. Bây giờ thì em Xính sẽ gửi lời cảm ơn tới bà Loan. À. Bà ở Hồ Chí Minh. Hai bố con cháu là em chào cô. Chào cô, cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã gửi bánh kiểu, phở, một cái điện thoại rất là để về cho hai bố con cháu em. Thì cảm ơn cô rất là nhiều thôi. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và chúc cô luôn luôn hạnh phúc và sức khỏe tốt. Chúc cô rất là nhiều. Cảm ơn anh Tiên nữa. Anh thì cũng chả biết nói gì đâu. Anh cũng chỉ đem những phần quà của các cô gửi đến cho em. Đây là một cái tin cực kỳ là mừng. Đối với anh thì anh cũng rất là mừng khi mà nhận được những cái món quà của các bác gửi đến cho em. Thì không phải là phần quà của anh đâu, nhưng mà anh còn mừng hơn cả em. Bởi vì là qua những cái thước phim của anh chia sẻ thì em cũng đã được các bác quan tâm và dùng lòng thương gửi đến những món quà cũng như là những cái phần tiền để hỗ trợ cho hai bố con. Khi mà anh mới gặp em thì cuộc sống của em khác. Bây giờ sau khi anh chia sẻ về cuộc sống của em một thời gian thì cuộc sống của em cũng đã thay đổi rất là nhiều. Đó thì nhờ sự quan tâm sâu sát của quý khán thính giả cũng như là quý các mạnh thường quân đã chia sẻ cũng như là ủng hộ giúp đỡ cho bản thân Tuyên, bản thân kênh, và đặc biệt là thấy hoàn cảnh của hai bố con em Xính đáng thương và giúp đỡ. Như vậy Tuyên cũng rất là mừng. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn san sẻ tình yêu thương và luôn luôn quan tâm những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người nghèo ở vùng cao biên cương của Tổ quốc. Xin cảm ơn các bác, đặc biệt là cô Loan. Cô đã gửi những phần quà gửi đến cho em Xính, giúp đỡ cho em một cái phần quà cực kỳ là ý nghĩa và giúp cho em được tiếp cận với những cái công nghệ mới, đặc biệt là một cái điện thoại cực kỳ là đẹp. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc cô luôn luôn xinh đẹp. Hy vọng rằng những thước phim của Tuyên sẽ đem đến những cái nội dung cũng như là hành trình của Tuyên sẽ đem lại những cái khoảnh khắc thật đẹp và truyền tải cho các bác về tình người, để cho các bác giúp đỡ cũng như là
san sẻ một phần nào đó cái lòng thương để gửi đến bà con vùng cao của Tổ quốc. Xin cảm ơn bà rất nhiều. Xính còn gì để chia sẻ với các bác không? Vẫn có. Em nói đi. Em vẫn chia sẻ kênh của anh về giờ thì anh cũng chia sẻ rất là nhiều đi cho các cô nó cũng biết và nó cũng anh kênh của anh về rồi thì anh cũng chia sẻ rất là nhiều cho nó, các cô thì nó cũng cứ nói đi, cứ nói thoải mái đi, cứ chia sẻ những cái gì ở trong lòng mình vẫn đang nghĩ, mình có thể chia sẻ cho các bác cũng như là anh được biết về cái những cái ao ước cũng như là những cái nguyện vọng, tâm tư của bản thân em để anh kịp thời kêu gọi các bác cũng như là các mạnh thường quân để giúp đỡ em. Bảo hay thì các cô các bác mà cũng mà thua hai bố con thì cũng mà anh Tia cũng chia sẻ rất nhiều thì cũng giúp đỡ cho kênh của anh Tia thì anh cũng em cũng rất là vui. Bản thân em Xính thì có kỳ vọng gì hay là có mong muốn gì giúp đỡ cho hai bố con em không? Đặc biệt là cái đứa con của em còn rất là nhỏ. Hai bố con em thì chỉ là muốn một cái nhà bé bé để ở trời nắng trời mưa thôi. Vì nhờ ở đây thì mình cũng khổ quá. Nói chung là đây là nhờ thôi thì dù là khổ hay là không khổ thì nó cũng sẽ đỡ hơn cái thời gian mà em lang thang ngoài đường. Cái thời gian anh mới gặp em thì nhìn thấy hai bố con của em thì anh cũng rất là thương và rất là cảm động về trước những cái nghị lực cũng như là sự cố gắng của hai bố con khi mà đi tìm vợ về không có một cái nơi ở nào, và may mắn cho em thì em đã gặp được anh và anh cũng đã chia sẻ những cái thước phim liên quan đến cái hành trình và cái cuộc sống của em chia sẻ lên cho các bác để cho các bác cảm nhận được cái sự mất mát cũng như là rủ lòng thương để giúp đỡ cho hai bố con. Đến thời điểm hiện tại thì Tuyên cũng luôn luôn tự hào nói rằng cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho em Xính thay đổi cuộc sống một phần nào đó, giúp cho em Xính được yên tâm và được an ủi. Niềm vui và nụ cười đã nở trên môi em Xính, Tuyên cũng cảm thấy bản thân Tuyên đã làm được một điều gì đó khiến cho em đã được cười tươi hơn và vui vẻ hơn, yêu đời hơn và chăm sóc con thật tốt. Hy vọng rằng tới nay Tuyên sẽ tiếp tục cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ cho hai bố con có được cuộc sống tốt hơn bây giờ nữa. Và không ngừng nghỉ thì quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cho Tuyên và giúp đỡ Tuyên để Tuyên có được cái động lực tiếp tục đi ủng hộ giúp đỡ cho em Xính. Thước phim của Tuyên có lẽ đến đây thôi. Hôm nay Tuyên đến trao phần quà gửi đến cho em Xính đã tận nơi. Hy vọng là bà Loan sẽ xem được thước phim này và tiếp tục chia sẻ cho Tuyên. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành và giúp đỡ Tuyên và em Xính. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.